trọng tài Trần Đình Thịnh đã đưa ra một quyết định gây tranh cãi khi cho SHB Đà Nẵng được hưởng một quả phạt đền ở phút thứ 79 ở trận đấu diễn ra trên sân Hòa Xuân. Trong tình huống này, trọng tài Trần Đình Thịnh cho rằng bóng đã chạm tay cầu thủ Kim Jin Seo. Tuy nhiên, điều này dường như chưa thực sự chính xác. Quyết định của trọng tài này đã gây ra những phản ứng nhất định từ phía các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, song không thay đổi được điều gì. Từ chấm phạt đền, Hà Đức Chinh đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho SHB Đà Nẵng và đây là quyết định rất cần được ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam xem xét lại. Hà Nội với kỷ lục bất bại 13 trận ở lượt đi đã có một cú vấp đầy khó hiểu trong chuyến làm khách trên sân Thống Nhất và đối đầu với Sài Gòn đang đối diện với nguy cơ xuống hạng. Ở trận đấu này, đoàn quân huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã có khởi đầu ấn tượng với bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 5 nhưng đã tự mình đánh mất tất cả. Điều đáng nói, hàng thủ số 1 của V-League đã để thủng lưới tới 5 bàn trong một trận đấu, nhiều hơn nửa số bàn thua mà đội bóng thủ đô đã nhận kể từ đầu mùa giải trong một ngày mà các hậu vệ chơi như mơ ngủ và tỏ ra hoàn toàn đối sức trước Da Silva. Những tiếng chuông cảnh báo đang vang lên một cách dồn dập hơn về khả năng tại vị huấn luyện viên Toshiya Mira cũng như nguy cơ xuống hạng đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Rất nhiều nghịch lý đang diễn ra với đội bóng này trong cuộc đua ở V-League năm nay khi những khoản đầu tư tốn kém, cách làm bài bản dường như không đem lại được hiệu quả thực tế trên sân cỏ. Tính trên mọi mặt trận, Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua 9 trận không thắng và lơ lửng trên đầu huấn luyện viên Mira cũng như đội bóng là nguy cơ xuống hạng khi họ chỉ còn hơn Nam Định, đội bóng yếu nhất tại V-League 3 điểm và khoảng cách này có thể bị san bằng chỉ sau một vòng đấu. Bình Dương, hiện tượng của lượt đi đang bị giải mã một cách nhanh chóng trong giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải. Những lo lắng về khả năng không lấy lại được thăng bằng đã trở thành hiện thực với những gì đang diễn ra ở đội bóng đất thủ. Trong 4 vòng đấu gần đây nhất, đoàn quân huấn luyện viên Trần Minh Chiến chỉ giành được 2 điểm trong số 12 điểm tối đa với sự sa sút về phong độ lẫn hiệu quả thi đấu. Điều này khác xa với những gì mà đội bóng đất thủ đã từng thể hiện trong chuỗi 8 trận thất bại chỉ hơn một tuần trước đây và nó đã làm hẹp đi cơ hội làm nên một điều bất ngờ về thành tích của Bình Dương vào cuối mùa giải.